Có thể bạn chưa biết, kỳ lạ loài lợn có nanh cong vút và cặp sừng trên đầu, sở dĩ chúng được cho là kỳ lạ bởi loài lợn này có bộ răng nanh cùng hai chiếc sừng mọc ở sống mũi. Chúng còn được gọi là lợn hươu. Khu vực sinh sống của lợn hươu là các bụi cây rậm trong rừng rậm nhiệt đới và các bụi lau sậy cũng như bên bờ các dòng sông và hồ nước ở Indonesia. Chúng có ít hoặc không lông, lớp da lốm đốm màu nâu và xám, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ngụy trang của chúng. Lợn hươu được biết đến nhờ hai cặp răng nanh của chúng, cả hai cặp răng nanh trên và dưới đều khá lớn, cong ngược và uốn về phía sau rồi sau đó uốn ngược trở lại phía trước. Cặp nanh trên của lợn hươu được cong và lớn đến mức chúng nổi rõ qua lớp thịt, xuyên ra ngoài qua các lỗ để vượt qua phần đỉnh của mõm. Hai chiếc nanh trên sống mũi còn được coi là ngà. Loài lợn hươu khá lớn, con trưởng thành nặng tới 250 kg, thậm chí 300 kg. Điều thú vị là loài lợn này có tới 3 dạ dày, vậy nên chúng còn được biết đến là loài thú nhai lại. Lợn cái có hai bộ nanh ngắn hơn. Sau thời gian mang thai khoảng 125 đến 150 ngày, con cái thường đẻ hai con. Lợn hươu hiện đang ở trong danh sách các loài đang gặp nguy hiểm bởi mất môi trường sống và sự săn bắt khốc liệt của con người. Hiện chúng được người Indonesia bảo vệ khá nghiêm ngặt. Việc săn bắn, giết hại lợn hươu là bất hợp pháp.